Tập trước, Red Hood đã giúp mèo trốn thoát khỏi nhà tù và hai người quyết định lập team để trở thành siêu trộm đỉnh nhất thành phố. Sau bao nhiêu kế hoạch ăn trộm thành công, từ viện bảo tàng cho đến tiệm trang sức, mèo và Red Hood đã mua cho mình được một chiếc siêu xe vô cùng sang chảnh. Và cuối cùng họ đang lên kế hoạch cho vụ cướp ngân hàng lớn nhất thành phố và trả thù chị Panda. À siêu xe đứng lại đó. Bà ơi, xe gì mà giỏ này, mèo của The Rit nè. Trời ơi, bỏ xa bà luôn rồi mèo ơi. Có tụi trẻ cua. Trời ơi, nhanh chưa. Bye bye chị Panda. Trẻ cua đó, rồi sao mất tiêu bà luôn mèo ơi. Rồi sao mình chạy chậm quá chị Panda ơi. Yeah. Bà ơi, mà Panda bà lột xuống dưới vườn luôn mèo hút. Trời ơi, bà chạy xe gà mà mèo. Rồi sao chúng ta đã được chị Panda công nhận cái siêu xe này ngon thiệt. Ừ, xe này là xe xịn mà mèo. Đi về trụ sở thôi. Trời về trụ sở rồi. Vô. Đóng cửa lại. Trời ơi. Xong. Vậy là xong mèo. Siêu xe của mèo với hút có ngầu không nè. Công nhận chạy nhanh thiệt hút. Trời ơi, đem siêu xe ra test với bà Panda công nhận đã thiệt. Trời ơi, bả ngu mà mèo sao bả dí xe lại mình được. Xe mình là siêu xe mà bả dí sao. Nắm ba chiếc xe cảnh sát của bắp là anh dí lại xe mình mèo. Đúng rồi, trời ơi, đã thiệt luôn á. Thôi bây giờ mèo chúng ta phải lên kế hoạch mới mèo ơi. Mình quên rồi chứ, lần trước là mèo với hút đã cướp thành công ở viện bảo tàng với tiệm trang sức rồi đúng không? Giờ chúng ta chỉ còn một mục tiêu cuối cùng ở cái thành phố này thôi, đó chính là cái ngân hàng. Ba cho bứ. Trời ơi, cái ngân hàng nó tôi là mèo ơi, để tôi gắn lại ngân hàng. Tại rồi mất tiêu ngân hàng luôn rồi. Ê hút dạ? Làm như tôi với ông có cái xì tay là phải đặt bản đồ hay gì á. Tôi không biết nữa mèo, tại mèo xúi tôi đặt bản đồ quá chứ. Suối. Mấy bạn nhớ không cái tập trước của mèo với hút làm siêu trộm á, chưa kịp coi bản đồ đó là mèo với hút mèo đã đặt cái bản đồ rồi. Còn lần này á mèo chưa kịp coi xong bản đồ đó là hút mấy bạn đặt bản đồ. Ông với tôi là mẹ, tôi sửa bản đồ lên nè. Rồi, xong rồi nè. Đây, đã có ngân hàng rồi, là đặt nữa nha mẹ. Đây. Ngân hàng bự nhất ở cái thành phố này các bạn thấy không? Cái chấm màu xanh này phía trên nó để là bank, đó chính là ngân hàng. Đúng không? Trời, nè ngân hàng nè, nó là cái nhà bự nhất luôn, có sân bay kìa mèo. Đúng rồi nè, có sân bay, có chữ thăng nè các bạn thấy không? Đó. Hay là mình ăn trộm ngân hàng xong mình dùng máy bay trực thăng mình bay đi mèo. Trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Là ngân hàng nó chỉ có chỗ đáp thôi, làm gì có trực thăng ở đó sẵn. Có trực thăng đó mèo ơi. Em đừng làm lộ liễu hút ơi. Ông ăn cướp ngân hàng mà ông còn lái trực thăng bay đi nữa, ông làm lộ liễu vừa vừa tôi hút. Mình có chiếc siêu xe là được rồi phải không? Mình ăn cướp xong cái ngân hàng này là mình đổi đời rồi. Đừng có làm quá mất công ta để ý. Trời ơi, phải chi mà cướp ngân hàng xong tôi trả thù được bà Panda, tôi tống bà vô tù được thì hay biết mấy mèo. Trời đất ơi, ông nghĩ sao vậy? Ông là tội phạm, ông vừa đi cướp ngân hàng mà ông còn đòi tống ngược cảnh sát vô tù nữa. Ôi, từ từ, tôi có ý này mèo. Hả? Mèo nghe nè, tôi có cách trả thù bà Panda rồi. Cách trả thù bà Panda? Đó, đâu, cách trả thù nghe coi. Để tôi nói cho mèo nghe nha, đây là cách trả thù bà Panda nè. Nghe nè. Chuyện là vậy đó mèo. Đó. Ừ, hiểu chưa? Được rồi, vậy là tôi với ông tiến hành theo kế hoạch đó nha. Được rồi, bây giờ á mèo, tôi đã có đầy đủ những cái món dụng cụ cần thiết để cướp ngân hàng rồi nè. Ông mua sẵn luôn phải hả? Đây, tôi đi ăn trộm chứ tôi mua gì? Đây là áo giáp mèo, áo giáp chống đạn. Đó, máy khoan siêu cấp. Wow. Đây là máy hack server đó. Và đây là thẻ chứng minh mình là giám đốc ngân hàng. Vậy ông đi vô rút tiền luôn đem cướp vậy ông nội. Sao? Cái thẻ này là thẻ phát mèo, sao rút tiền được? Thẻ này chỉ đem qua mặt cái máy tính thôi. Ồ, thật là thông minh. Trời ơi, bởi vậy tôi thông minh mà bây giờ tôi sẽ trả thù bà Panda. Tống bà Panda vô tù. Giờ mẹ với Đức Hút sẽ bắt đầu tiến hành cái hack thế nào. Các bạn đừng quên like video, subscribe cho kênh YouTube của mèo nhé. Và nếu như mọi người là fan chân chính của mèo thì các bạn hãy bỏ ra từ 5 đến 15 giây xem video quảng cáo giúp mèo, cho mèo có tiền mua mì tôm ăn sáng như mỗi buổi sáng nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Buồn quá đi, làm cảnh sát cũng không xong nữa. Bị hai đứa này dí, hai đứa hở chiếc xe nó lọt xuống sông rồi. Giờ sếp phạt mình phải đi bộ nữa, khổ chứ nè, đi bắt cóc mà đi bộ nữa. Chị Panda ơi, chị Panda, chị Panda đừng bắt em. Lần này em đến đây để em lấy công chuộc tội đó chị Panda à. Em đến báo chị một tin vui. Em báo chị một tin vui, đảm bảo chị nghe xong cái tin này chị sẽ được thăng quan tiến chức, chị không còn làm cảnh sát quèn nữa, chị sẽ lên làm hả trưởng cảnh sát. Chị làm vua đúng không? Đúng rồi, chị đó chị làm vua luôn. Wow, cãi cãi gì mèo. Nhưng mà chị phải hứa là sau khi nghe cái tin này xong chị không được bắt em vô tù nha. Hứa đi, chị thề đi. Chị suy nghĩ nửa tiếng cái. Chị suy nghĩ. Cái chuyện này hơi phi lý. Chị suy nghĩ nhanh đi, biết sao không? Không bắt không được, tại vì mèo đã trốn tù mà. Mèo đã trốn tù, mèo đi ăn cướp. Không, em làm như vậy là em bị ép thôi. Em không có muốn ăn cướp. Người em nào giờ hiền lành chị biết mà, chị bên đây em là người tốt. Chị hãy tự nguyện chạy theo. Em không có tự nguyện. Em bị ép tại vì cái
cái điều kiện là nếu như em được cái ông Hút giải cứu thì em phải nghe lời ông Hút, chị hiểu không? À thì ra mèo là em người tốt. Em... được rồi chị mèo kể cho chị nghe đi. Đúng rồi, là như vậy nè, ngày mai đúng vào 12 giờ trưa khi mà mặt trời của chúng ta lên đúng đỉnh đầu thì ông đứng bóng. Đúng rồi, đứng bóng, ông Hút á, ông sẽ đi cướp ngân hàng đó chị Benda, cái ngân hàng lớn nhất cái thành phố của mình. Ông Hút đi ăn cướp ngân hàng đó. Thì ra ông có dự định sẵn rồi hả? Đúng rồi. Con mèo tốt bụng. Em á là em bị ép bị ăn cướp thôi chứ không phải là em muốn, cho nên là em á hả không thể nào mà chịu đựng nổi ông Hút được nữa. Em là người tốt mà. Bởi vậy em đến em báo tin này cho chị để ngày mai chị đi bắt ông Hút thì em sẽ trở thành người tốt. Em không muốn làm ăn cướp đó, chị hiểu không? Còn chị sẽ được thăng hoa. Đúng rồi. Nhưng mà chị Minh Nam nói chị nghe này nè. Chị nhớ chị đi một mình chị bắt cướp thôi nha, chứ đừng có đi đông người. Đi đông người người ta sẽ giành công của chị. Một mình chị bắt thì chị sẽ ôm công hết như vậy chứ cứ chị mới được lên cao, chị hiểu không? Hiểu chứ. Trời đó. Ơi, chị cái đó chị rành lắm. Đúng rồi, vậy đó. Dạ đúng rồi, 12 giờ ngày mai chị đi đến ngân hàng chị bắt ông Hút đi. Em á tới hồi mà đi ra tòa em sẽ người làm chứng cho, em làm chứng cho chị là chị đi bắt ông Hút làm cướp. Giờ lúc đó chị lấy cái danh nghĩa là em là người làm chứng cho chị kêu tòa miễn giảm tội cho em ở tù luôn nha, được không? Là em lấy công được chứ. Chị sẽ hả nói với tòa là cho mèo hả cũng thăng quan luôn. Được rồi, được rồi, được rồi. Rồi, hợp tác bắt tay cái nè, bắt tay cái. 12 giờ trưa đúng không? Ok, đúng rồi, 12 giờ trưa mai nha. Rồi bây giờ em đi về đó, để thôi em đi lâu quá, ông Hút ổng nghi với em giả bộ. Ôi mèo tốt bụng quá. Bye bye chị Minh Đa nha. Nhớ nha. Mèo vậy, mèo vậy, 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 vậy. Trời ơi, ông làm cho ông đánh tôi cái đầu. Trời ơi, tới giờ rồi mèo, tới giờ rồi. Hôm qua mày hẹn bà Panda mấy giờ vậy? Hẹn bà Panda mấy giờ? Tôi hẹn bà Panda hồi lúc 12 giờ trưa mặt trời đứng bóng á. Trời ơi, vậy giờ còn sớm mèo, còn sớm. Bây giờ chúng ta sẽ đi cướp ngân hàng để bà Panda tới chúng ta sẽ đổ thừa cho bà mèo. Ừ, đúng rồi ha. À ha, tôi quên bữa nay là ngày chúng ta đi cướp ngân hàng luôn á. Hút công nhận kế hoạch của ông hay thiệt. Hy vọng á là 12 giờ trưa nay bà Panda nó sẽ bị dính bẫy. Được rồi, được rồi, đi thôi, lên lên lên. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Đúng rồi, tôi chuẩn bị đầy đủ rồi, lên xe, lên xe, lên xe. Rồi, giờ chỉ việc ra xe là đi thôi chứ gì. Đi. Rồi, let's go. Ui, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Wow. Ở ngân hàng đâu rồi, ngân hàng đâu rồi. Ngân hàng ở đâu, chúng ta sẽ đi đến ngân hàng. Đây, 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 trời, trời mưa nữa. Hôm nay đây là một ngày mưa. Đây, 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 ngân hàng, ngân hàng nè. Đâu, ngân hàng đâu. Đây rồi, đây là phải ngân hàng không? Phải không vậy? Đúng rồi, đây là ngân hàng nè mèo. Ờ, tôi xuống tôi coi đây là cái chỗ bự nhất để chữ ban trên này nè, mèo nhìn lên đây nè. Đâu, đâu, chỗ nào, chữ ban ở chỗ nào? À, chữ ban kìa mèo ơi. Một chữ ban nó xây bằng đá nè, công nhận cái ngân hàng để làm cái bảng này. Trời, ngân hàng cổ mèo, vô, vô, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đi vô hẳn gì luôn hả? Ừ, tôi đã có thẻ ngân hàng đây nè. Quên camera vô bình thường, vô bình thường. Hello mấy cơm nha, chị đang đi chung với giám đốc ngân hàng nha mấy cơm. Ồ, nhanh lên mẹ. Giờ này còn sớm nên đi chung kịp đi làm. Gom tiền đi. Ủa, trời ơi, gom tiền. Sao tiền nóng mai cẩn trọng vậy? Đây, 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 chính là nơi chúng ta phải cần bỏ thẻ ngân hàng vào. Đây, để tôi bỏ thẻ ngân hàng vô. Nè, bỏ vô. Đây, để tôi giải quyết cho. Tôi sẽ bỏ thẻ ngân hàng vô. Rồi, mở cửa ra. Wow. Vô, trời ơi, dễ chưa. Rồi, đi vô, đi vô, từ từ đi kiểm tra coi mấy cái phòng này có tiền không, gom hết tiền thôi. Ờ, để tôi kiểm tra rồi, ok, mỗi đứa một phòng kiểm tra nha. Cái phòng đó không có tiền. Ê, bậy quá, cái chỗ này ra chỗ của bà Thu Ngân mà ông nội. Ừ, tại tôi đang bỏ thẻ ngân hàng để tôi vô lại nè mèo. Tao, 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 ông quẩn quá. Ờ, đi vô, đi hồi cửa đâu. Đi xuống đây, đi xuống đây. Bây giờ chúng ta phải hack server mèo. Hack server từ từ. Đây là cái phòng. Đây là phòng an toàn nè mèo. Đi xuống đây, đi xuống đây. Phòng an toàn đâu phải dành cho ăn cướp đâu. Trời ơi, cái phòng an toàn là nó sẽ chứa server và nó chứa các ngân hàng đó mèo. Trời ơi. Oh my god mèo ơi. Ở đây nó có bảo vệ mèo. Cái gì vậy? Ủa, có hàng bảo vệ kìa. Trời ơi, bảo vệ nó ghê quá, vậy làm được sao vậy? Quá. Thôi thôi, đi lên đây, đi lên đây. Đi lên nó máy, đi lên nó máy. Phá camera đi Hút. Đi lên nè nó. Ủa, mình đi lên chứ vậy? Rồi, đi lên đây. Trời ơi, đây từ từ. Bây giờ mình sẽ tìm cái phòng bảo vệ mới được. Đây đây, phòng server đây rồi mèo. Đây rồi, server room. Đây, đi lên phòng server thôi. Chúng ta sẽ lên, chúng ta sẽ hack máy tính của cái server. Đâu cái rồi? Phòng server đâu mèo, đi tìm giúp tôi phòng server mèo ơi. Phòng server để coi cái đâu, để lại gì. Đây đây đây, trên này server room bên này nữa. Ok, tôi đang lên, tôi đang lên đây. Lên nữa. Ok, phòng server đâu rồi? Rồi, tới chưa vậy? Đi tìm tiếp, cái này là sân thượng. Sân thượng không có được, mình phải tìm lên cái phòng server kia mới đúng. Phòng server. Cái này là phòng họp. Cái này là nguyên một cái phòng rồi, chả phải đây không phải là phòng server hay sao? Phải mẹ, cái phòng có chứa nhiều máy tính lắm, một cái máy tính khổng lồ mèo. Ok, chúng ta sẽ kiếm một căn phòng máy tính khổng lồ. Đây rồi mèo, đây rồi, đẹp không? Không phải, đây là cái hình thôi. Trời ơi, ôi, mình phải tìm được cái phòng server. Hình như tôi mới thấy cái phòng đó luôn á, ngay góc này nè. Đây nè, đúng không? Đây là server room nè. Trời ơi má ơi, cái bảng hiệu để ngay phòng luôn không phải. Chúng ta hack server mới được. Ê, mình hack cái này chi vậy Hút? Ừ, để tôi hack server hack để chúng ta mở khóa cái cửa ngân hàng ở dưới chứ chi. À, đưa đây tôi làm phụ cho. Đây tôi mở được rồi, bỏ cái máy hack server vô. Búp. Rồi, bỏ xong chưa? Rồi xong rồi đó mèo. Mình nhấn nút cho ở dưới mở cửa hả? Nè, nè 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 nè. Có cần nhấn nút không? Tôi nhấn nút hết rồi. Phải là đó, phải là đó mèo ơi. Cái hack server hình như là ở bên này nè. Hack server ở bên này. Rồi, nhấn nút hết. Nhấn hết tất cả các nút hả? Rồi xong. Hình như mình phải bỏ nhiều máy hack server hết luôn Hút ơi. Bao quá, một máy hack là được rồi bà nội ơi nè. Máy hack server nè, mèo bỏ vô thử cái máy ở dưới này.
con mèo. Nè, mình hát cố gắng hết rồi, bỏ vô. Này đúng không? Ừ, bỏ vô. Ok, bỏ vô máy cuối cùng. Rồi nhấn nút cho nó chạy mèo. Nhấn nút nè. Rồi nó chạy chưa? Rồi nó mất tiêu cái máy hát rồi. Rồi vậy là xong rồi đó mèo. Đi 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 xuống dưới thôi, đi xuống dưới. Xuống dưới mở cửa đâu, gặp thằng bảo vệ nó quánh mình chết. Bây giờ á, thằng bảo vệ đúng không? Tôi đã chuẩn bị sẵn áo giáp. Đó, áo giáp cho bạn. Còn có tôi đâu? Bây giờ mèo đứng mèo dòm tôi đấm vô mặt thằng đó thôi là được rồi. Đi xuống đây. Ok, hy vọng là sẽ đấm được nó chứ nó không đấm không. Để thôi nó quánh làm cục trưởng bắt lão luôn. Đi xuống lầu thôi, đi xuống lầu. Rồi đi xuống mèo ơi, đi xuống. Đi nãy giờ mới kiếm được cái cầu thang đi xuống á, thằng Linh ơi. Cố lên, cố lên cái tiền nè. Rồi xong. Còn đâu nữa không ta? Bây giờ đi xuống thôi, tầng dưới thôi mèo. Ngân hàng đi đâu cũng có tiền hết. Mình đã đi ra khỏi ngân hàng rồi bà nội. Đi vô lại, đi vô. Ủa, lại. Cái gì kỳ vậy? Mình đã đi đường tắt ra khỏi ngân hàng rồi. Bỏ thẻ vô, mở cửa ra cho ta. Đi vô, đi vô nhanh lên. Cái thẻ đó ông đặt vô mặt bảo vệ là nó tin nó biết ông là. Tào lao nó, nó nhìn nó biết chứ bộ nè. Tin mèo, mèo xuống mèo coi, nó nhìn vô cái mặt tôi đắp tôi lì lè nè. Mèo đi đi nhanh lên, đi nhanh lên. Ui, mở cửa rồi. Mở cửa chưa? Cửa mở rồi. Rồi xong. Bảo vệ thằng kia kìa. Mày vô đây con, vô đây bảo vệ. Ông lợn bộn hù nó coi biết đâu nó. Ê Hứa ơi, đúng rồi Hứa đây. Có lẽ là nó không đánh tôi mèo. À nó không đánh. Hứa đây nó đánh tôi, Hứa đây nó đánh tôi, Hứa đây. Ôi, từ bảo vệ này, mày bảo vệ mày bảo vệ. Ui da, ui da, nó quýnh tôi. Ui da. Mày chết. Trời ơi, thằng bảo vệ này ghê quá. Mày vậy mày bảo vệ, bảo vệ. Trời ơi, có cái cây nè mèo, tôi quất tôi đầu nó một cái là nó. Rồi sẵn tiền ông đi lần. Cửa mở, cửa mở, cửa mở. Ê chết bảo vệ cửa mở rồi nè. Rồi, đây chính là cái khóa. Và chúng ta cần cái máy khoan đó, khoan vô mèo, khoan vô, khoan vô, chứ khoan vô. Chứ phải cái này để dành cho máy hát server à? Lao, cái này là khoan cái máy vô. Khoan, khoan vô. Ok, khoan vô, cái gì vậy? Ừ, đưa đây tôi khoan cho cái bà nội. Sao sai vậy, sao tôi khoan không được mèo, nè, mèo tôi bắp quá, né ra đây, tôi khoan cho. Ông đừng, em phải làm cái chuyện nặng nhọc vậy, ông nghĩ sao ông đưa tôi phụ nữ mà tôi khoan. Khoan, 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 ôi, tôi khoan ra đó, yeah. Khoan tôi kìa, wow. Yeah, vô mèo, vô, 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 vô. Wow, mèo, nhanh quá trời luôn. Khoan, 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 mèo, 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 mình chỉ lấy vàng thôi, không lấy tiền. Để tiền đó cho bà Banda bà lấy. Okay, lấy vàng, lấy vàng, vàng. Wow. Lấy vàng thôi. Wow, tiếc ghê, tiếc ghê. Ủa, vàng thành tiền luôn mèo. Lấy mớ tiền nữa thôi, chứ tiền nhiều quá không lấy uổng lắm. Ok, 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 lấy mình vàng. Mình chơi cho bà lấy tiền luôn. Thôi, hiểu không? Đó. Mình vui quan cho người ta, mình chơi ít tiền thôi. Đó. Chỉ cần tiền đủ cho bà cầm trên tay là được rồi. Okay. Chưa tiền nè, tiền nè. Hết cho tiền, đó, đó, chưa tiền mèo. Ok, được rồi, chưa mấy chỗ cao cao đi, cho bà Banda bây giờ bà lấy. Mèo, mèo, khoan, tôi sẽ đặt ở đây một vài lóc tiền tôi lừa bà Banda mèo. Vậy mình lấy hết đi, mình chờ lên một cục đó, đó thôi. Một cục cái gì okay. Đây nè. Thì tôi sẽ okay. Cố gắng lấy hết những cái đống ở trên này luôn. Để nhảy lên tầng này. Không, lẹ lên mình ơi, sắp tới giờ bà Banda vô rồi, nhanh lên, chạy 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 chạy. Nhiều tiền lắm, gom hết. Chạy lẹ lên, chạy lẹ lên. Trời không có muộn mà. Tôi nói chạy lẹ lên một hồi bà Banda vô, một hồi bà Banda vô. Đang đứng gom quá chừng luôn. Lên lên đi thang máy cho lẹ, đi thang máy cho lẹ. Cái gì vậy? Tự vô cửa ngoài không đi, đi vô thang máy. Mình mà đi cửa ngoài người ta sẽ thấy mèo, hiểu không? Đi thang máy cho nó lẹ. Đi đường tắt, đi ra khỏi ngân hàng, có cửa sau của ngân hàng không vậy? Đây đây đây, chạy lên nóc nhà đi mèo, chạy lên nóc nhà trốn mèo ơi. Hả? Chạy lên nóc nhà. Đúng rồi, chạy lên sân thượng luôn. Mẹ mèo, khoan mèo. Bây giờ mình lên sân thượng mình kiếm trực thăng mình đi cho nó lẹ mèo. Mình đi trực thăng luôn hả? Lộn liễu quá hả? Sao lúc đầu kế hoạch mình không có trực thăng mà. Biết sao không? Tôi nghĩ lại rồi, mình phải đi trực thăng để tôi có thể bay vô trực thăng vô cái đồ cảnh sát tôi báo cảnh sát mèo. À, hiểu rồi. Đó, mèo sẽ giữ chân vào Banda ở đó nha mèo. Được rồi, được rồi. Ok, đây sân thượng đây nè. Sân thượng. Lên lấy trực thăng. Trực thăng đó. Hướng này. Ok, ok, trực thăng kìa mèo. Cánh quạt kìa. Hướng này, đây. Đây, lên mèo lên. Ê, hứa tôi đâu được hết. Ok, mèo mèo không sao, để tôi lái trực thăng tôi đi báo cảnh sát. Mèo ở đây mèo chờ chị Banda là được rồi. Rồi được rồi, giờ tôi okay. Tôi chờ bà Banda qua. Rồi nha. Rồi lẹ nha. Trời ơi, trực thăng này bay cái cánh không say luôn. Cái trực thăng gì kỳ vậy? Tôi đang lái trực thăng tôi bay nè bà nội ơi. Đi sớm về sớm lẹ lẹ nha. Chờ okay, okay. Mặt trời sắp đứng bóng rồi, hốt nhanh đi. Thôi mệt quá, trời ơi, đi bắt cướp mà hả, chạy bộ không? Chạy từ hồi 5 giờ sáng tới giờ luôn. Ơi xe bị tịch thu rồi. Ơi đâu rồi đây, tới ngân hàng rồi. Trời ơi, mặt trời đứng bóng rồi mà chị Banda đâu không biết nữa. Ôi trời, tới rồi. Chị Banda nghe nè, nói nghe nè. Trời ơi, chị làm cái gì mà giờ này mới tới? Chị làm gì lâu quá vậy? Trời, chị không có xe, chị chạy từ 5 giờ sáng giờ luôn mới tới á mèo. Chị chạy dễ chị chạy bộ từ trụ sở tới đây đi bắt cướp á hả? Chứ sao không giờ chị tông vô nha. Đúng rồi, mặt trời đứng bóng rồi, ông hút vừa mới vô luôn á, chị vô đi chị Banda. Đừng nó vô không kịp nữa, vô kỳ này phải bắt mới được. Đúng rồi đó. Mình sẽ thắng qua. Red Hood đâu? À, cướp ngân hàng à. Ủa, đâu mất tiêu rồi. Chắc là nghe tin mình vô lách bỏ trốn rồi quá. Nhưng mà không sao, có chứng cứ ở đây. Ta sẽ thu thập chứng cứ và có mèo sẽ làm chứng cho mình. Kỳ này là hết thoát rồi. Hút ơi, ta sẽ gom hết chứng cứ. À, còn chứng cứ ở đây quá trời luôn. Thôi mình sẽ thu thập cho hết để mình đem về mình làm bằng chứng to tát. À, chị Banda, chị cướp ngân hàng rồi, em thấy rồi. Mọi người ơi, bới làng bới nước ơi, bà Banda cướp ngân hàng nè mọi người. Ập vô đây coi bà Banda cướp ngân hàng nè. À, chị cướp ngân hàng em thấy rồi nha, chị đừng có chối nữa chị Banda. Chị là người cướp ngân hàng. Chị đã thu thập chứng cứ nha. Thu thập con khỉ, em có người làm bằng chứng nè, chị đi ra đây. Đâu,
Nè chị đi ra đây, chị đi ra đây. Nè mọi người nhìn nè, tù quá, từ người trong ngân hàng nhìn thấy chị là người cướp ngân hàng luôn kìa chị Panda. Đó. Tao lao. Từ ơi, chị nói chị không cướp ngân hàng đúng không? Vậy cái gì chị đang cầm trên tay kia? Tiền trong ngân hàng đang nằm trên tay của chị và cái cửa ngân hàng bị mở ra. Vậy chị nói coi ai là người cướp ngân hàng? Tất cả mọi người ở đây đều đã nhìn thấy chị Panda. Mọi người đang dòm chị kìa. Chị giải thích đi chị Panda. Chị vô đây là để mèo quá, chỉ cho chị vô đây là để bắt cướp. Có biết không? Nè nè nè, em lấy cây ba tôn em quánh chị nè. Mèo chỉ chị vô đây bắt cướp đúng không? Mèo, mèo đâu? Vô đây mèo ơi, mèo ơi, vô đây nè, bà Panda bắt chó nè mèo ơi. Mèo. Mèo 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 mèo. Vô đây. Sao chị đây, tất cả mọi người làm chứng đây. Mèo, chị Panda rõ ràng là người cướp ngân hàng nhưng chị Panda chối cái mèo. Mèo, mèo nói đi. Mèo kêu chị vô đây để bắt cướp đúng không? Mèo chỉ chỗ cho chị nè. Đúng rồi, chính xác. Chị Panda là cướp. Bắt bả đi. Đúng rồi, chị Panda chính là cướp. Tôi thay mặt cảnh sát tôi bắt bà Panda. Chị Panda cướp nè, chị Panda cướp nè, đứng lại chị Panda, đứng lại. Cảnh sát đã bao vây chị rồi. Đập được rồi, bắt được bả rồi mèo ơi. Chị Panda, đưa tiền lại đây, giao chứng cứ lại đây chị Panda, mau lên. Có nhân chứng, vật chứng, cỡ rồi, đó nè rồi. Đó, lấy lại hết tiền luôn rồi. Bước cái tù mau lên. Bước cái tù. Dám chạy hả? Em quýnh chị liền á, chị tin không? Bước cái tù. Chị đi về. Về nè. Về quýnh chị giờ. Rồi xong, chị Panda đã bị đi tù. Đây là lỗi lầm của chị, tại vì chị đã bắt em bỏ vô tù còn hả làm trong khuất mất chất nữa. Đó là lỗi của chị. Chị phải vô tù là đúng chị rồi. Chị biết sao chị Panda? Khúc cuối lật mặt đây chính là em, chính là ăn cướp đây. Đây là tiền chị Panda. Và em đã lấy lại được thẻ cảnh sát của em đây rồi. Đây đây chính là thẻ cảnh sát của em nè chị Panda. Bây giờ khuất đã làm chủ tịch ngân hàng rồi. Từ đầu bây giờ khuất là chủ tịch giả nghèo thôi. Đúng không khuất? Bây giờ chị đã bị bắt rồi chị Panda. Chị còn là gì chăn chối nữa không? Nước quá. Mèo mèo, bây giờ chúng ta hãy về mua thêm chiếc siêu xe nữa mèo. Còn Panda đã bị tôi cho để vô tù rồi. Bà Panda vẫn còn cầm chứng cứ của chúng ta kìa. Bà đang cầm tiền kìa, lấy tiền lại đây. Đó là chứng cứ con lúc này. Cho bà đi mèo. Biết sao không? Sao? Tại vì bà không có xài tiền đâu. Tại vì bà sẽ ở đây chung thân. Chị sẽ ở trong tù chung thân luôn chị Panda. Ôi về về mèo ơi về. Ok về thôi mọi người ơi. Đây nè. Về mèo ơi. Về thôi, giờ chúng ta có thể tự do đi chuyến xe được hết. Rồi chúc mèo một ngày vui vẻ nha. Bây giờ tôi làm cảnh sát rồi, mèo đi đi mèo ơi. Hình như cảnh sát đi ra đường này ông ơi. Cái đó của sao? Đó là công viên của sở cảnh sát thôi. Thôi bye bye mèo. Giờ chúng ta đã thoát tội hoàn toàn và có thể đi mua siêu xe nữa. Em có đi mua siêu xe với tôi không? Không, tôi sẽ ở đây tôi canh giữ bà Panda mèo. Bả mà hối là tôi cầm ba tôn tôi quýnh bả. Ok bye bye hút nha. Cuối cùng á, mèo với Redwood không những trở thành siêu trộm mà bây giờ á còn trở thành những người vô cùng trong sạch, không có một chút tội trạng nào hết. Mọi người thấy mèo với Redwood làm siêu trộm có lợi hại không nè? Nếu như mấy bạn thấy hay thì các bạn đừng quên thả like và sub cho mèo và cả team của mèo nha. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Mấy bạn nhớ là thả like cho mèo thật là nhiều để mèo có động lực quay video cho mọi người xem tiếp nha. Bye bye mọi người.